Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 13 từ câu 16 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Hôm nay, giáo hội mừng kính hai thánh Gioa-kim và thánh Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Nói rõ và xa hơn một chút là ông ngoại bà ngoại của Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta. Về phương diện lịch sử, chúng ta không có một chỉ dẫn nào cụ thể, chính xác về đời sống của các ngài. Tuy nhiên, theo một ít tài liệu cổ, thì chúng ta cũng thấy có một vài thông tin, tuy rất vắn gọn. Trong cuốn Ngụy Kinh của Thánh Gioacôbê, người ta đọc được những lời như thế này về Thánh Anna: Bà đã phải chờ đợi rất lâu mới có được đứa con. Đây là một thử thách lớn cho bà và chồng bà là cụ Gioa-kim. Cuối cùng thì một thiên thần đã báo tin cho bà về việc ra đời của một bé gái, gọi là Maria. Hai vợ chồng đã dâng con trẻ trong đền thờ cho Chúa. Những chỉ dẫn này đã nói với chúng ta điều gì? Đọc trong Cựu Ước, qua cuộc đời của những tổ phụ hay một số những bậc công chính, chúng ta có thể thấy rất rõ điều này. Hầu hết các ngài là những người bị thử thách nặng nề, nhưng các ngài vẫn trung kiên trong thử thách. Và hơn nữa, các ngài còn biết nhận ra tình thương của Chúa qua những thử thách đó, để rồi biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Hai vị thánh đã trao tặng giáo hội một món quà tuyệt vời là Đức Maria. Chính gương sống và lối giáo dục của hai vị thánh đã hình thành nơi Đức Maria những nhân đức trỗi vượt mà chẳng có ai nơi trần gian này sánh nổi. Ai sinh ra trong cuộc đời mà chẳng khao khát hạnh phúc? Tuy nhiên, hạnh phúc được quan niệm khác nhau nơi chủ quan của mỗi người. Theo quan điểm của Kinh Thánh, con người hạnh phúc thật khi được thấy Thiên Chúa và được nghe điều Thiên Chúa nói. Điều này được Tin Mừng hôm nay khẳng định: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Mắt các tông đồ được thấy gì? Các tông đồ thật có phúc vì không chỉ như một người Do Thái thấy Chúa Giêsu, nhưng còn được thấy Chúa Giêsu trong tư cách là tông đồ, được ở với Chúa Giêsu, được chiêm ngắm cuộc sống của Chúa Giêsu, được thấy những phép lạ Chúa làm, được biết con đường đến với ơn cứu độ, đặc biệt là được biết kế hoạch cứu độ của Chúa. Như thế sao lại không hạnh phúc? Vậy tai các tông đồ được nghe gì? Được nghe những gì Thiên Chúa muốn nói với con người qua Chúa Giêsu. Vì thế, những ai được nghe Chúa Giêsu nói, được nghe Chúa Giêsu giảng dạy thì thật là có phúc lớn. Chính Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ về Thiên Chúa, về nước trời, về ơn cứu độ, về con đường để đến với Thiên Chúa, đến với ơn cứu độ. Các tông đồ của Chúa Giêsu là những người hạnh phúc nhất, bởi họ đã được nghe tất cả những điều ấy. Tất cả những gì các tông đồ, những con người thời Chúa Giêsu đã được thấy, được nghe, thì nhiều vị ngôn sứ và nhiều người công chính đã không được thấy và không được nghe. Quả thật làm sao có thể được thấy và được nghe khi các ngài sống vào thời Cựu Ước, thời chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến? Tuy nhiên, không phải vì thế mà các ngài không biết Thiên Chúa và không đi theo đường lối của ngài. Trái lại, các vị đã nghe, đã đón nhận mệnh lệnh của Thiên Chúa và đã sống mệnh lệnh đó cho dù chưa được trọn vẹn. Điều này chúng ta thấy những mẫu gương tuyệt vời của các thánh tổ phụ trong Cựu Ước, như Abraham là cha của những kẻ tin, Thánh Vương David là mẫu gương của lòng sám hối, Salomon biểu tượng của sự khôn ngoan.
các ngôn sứ mẫu gương của sự trung thành với mệnh lệnh của Thiên Chúa. Mẫu gương khá gần gũi chúng ta được giáo hội mừng kính hôm nay là Thánh Gioa-kim và Thánh Anna. Các ngài đã sinh sống trước thời Chúa Giê-xu. Các ngài đã không được biết, không được thấy Chúa Giê-xu và đã không được nghe lời giảng dạy của ngài. Thế nhưng, các ngài đã sống mệnh lệnh của Thiên Chúa và đã thật sự được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giê-xu đem lại. Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của hai ngài trong việc ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách và đời sống đạo đức của mẹ Maria. Mẹ Maria đã có những nhân đức trỗi vượt như khiết trinh, tín thác vào Thiên Chúa, sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và xin vâng với tất cả sự khiêm tốn. Lẽ nào lại không ảnh hưởng từ cha mẹ? Nói cách khác, Thánh Gioa-kim và Thánh Anna đã sống tất cả những điều đó trước khi cung chuyển cho ái nữ của mình. Chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa thật khôn ngoan khi chuẩn bị cho con một của mình, một người mẹ nhân loại sinh ra từ Gioa-kim và Anna. Thánh Gioa-kim và Thánh Anna thật đáng tôn kính, thật như lời sách huấn ca. Các ngài là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Chúng ta cũng có thể tự hào rằng chúng ta là những người thật có phúc, vì tai chúng ta được nghe, mắt chúng ta được thấy. Chúng ta được thấy Chúa Giê-xu và công trình cứu độ của ngài qua giáo hội nhờ đức tin. Chúng ta được thấy Chúa Giê-xu trong mỗi thánh lễ nơi thánh thể. Chúng ta được nghe Chúa Giê-xu giảng dạy qua lời của giáo hội. Chúng ta được nghe lời Chúa Giê-xu khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Thế nhưng, không biết chúng ta có được tâm tình như Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, như các tông đồ hôm qua hay không? Mừng kính hai Thánh Gioa-kim và Thánh Anna, nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của các ngài cho chúng ta biết sống hết mình với những gì chúng ta được biết và được nghe từ Chúa Giê-xu, để chúng ta thật sự là những người có phúc. Amen.